Dừng lại. Bảo vệ báu vật. Chuyển nó đi cho tôi. Phim được dịch cảnh giác và lồng tiếng tại Yixin TV. Nổ súng. Bên này. Nổ súng. Đáng ghét. Bắn. Bảo vệ cái dương. Lên. Tấn công. Đánh. Em trai. Đứng lại. Bảo vệ báu vật. Dạ đại ca. Quân ăn cướp. Để tôi coi anh chạy đường nào. Yeah.
Anh Chí Cường, đây là... Cái này là hàng hóa mà người Nhật vận chuyển. Tôi cướp về từ tay bọn chúng đấy. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh nhìn thử xem, coi trong cái dương này có những gì. Được. Inukahizo, đội trưởng, cậu vẫn còn sống để quay về ư? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi tội nhiều không kể xiết. Đống hàng mà anh giao cho tôi phụ trách vận chuyển đã bị cướp mất rồi. Đáng ghét. Đội trưởng, tôi xin thề, tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để đi lấy lại đống chiến lợi phẩm đó, rồi đi tạ tội với Thiên Hoàng. Hạ Chí Cường, tôi tìm anh khổ sở lắm đấy. Xem ra anh sống cũng tốt lắm. 31 năm trước, anh dẫn theo thuộc hạ của mình cướp đoạt sát hại đội vận chuyển của tôi. Đến giờ nhớ lại vẫn khiến người ta không rét mà run. Thảm khốc vô cùng. Là anh, anh vẫn còn sống, khiến anh thất vọng rồi. Tiếc cho anh, ông trời phù hộ tôi, cho tôi có được cơ hội thứ hai để được đứng trước mặt tên trộm cướp nhà anh. Hôm nay anh tới là để báo thù sao? Tôi không chỉ đến đây để báo thù, mà còn phải lấy lại báu vật thuộc về đế quốc Nhật Bản. Anh có gan đến đây thì hôm nay tôi sẽ bù cho anh một đao này. Người đâu? Hay, hay lắm. Anh chỉ là muốn chiếc dương kia thôi đúng chứ? Tôi cho anh. Tránh ra hết đi. Mở. Quân ăn cướp, cầm binh khí lên. Đánh. Tha mạng cho tôi. Đánh. Mau chạy đi. Cha, cha ơi, con trai, đi mau, cha,
cha đi trước đi. Cha, lão gia, đi mau. Lão gia, đưa lão gia đi mau. Con trai ơi. Thiếu gia, đi mau. Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo, nhanh lên, đi mau. Cha, còn cha thì sao? Mau lên. Lên. Hà Chí Cường là ông bất nhân bất nghĩa trước, nên đừng có mà trách Tam Hiệp này. Thủ trưởng, tiểu đội Yoshida đã đến theo lệnh. Chuẩn bị hành động. Diệt sạch cho tôi. Bắn. Mau chạy thôi. Cha, mặc dù cha chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cha vẫn là cha của con. Hôm nay con trai đã báo thù cho cha rồi đây. Ngọc Ánh, Ngọc Ánh ơi, cha. Cha sao thế, con gái? Bây giờ cha không thể nói rõ hết với con được. Tóm lại là Hà gia chúng ta sắp bị diệt rồi. Hãy nhớ lời cha. Cho dù hôm nay cha có ra đi trước mặt con, con cũng phải tự bảo vệ lấy mình nha, con gái. Cha, nghe cha này. Nếu con thoát ra ngoài được rồi, thì phải đến Thiên Tân tìm. Mau trốn đi. Mau lên. Nói đi. Bảo vật đang ở đâu? Bảo vật sao? Sao đã biết rõ mà còn cố hỏi thế? Nổ rồi. Vừa nổ rồi đó. Bộ anh không thấy sao? Nổ tung rồi. Đã tan thành cho bụi. Tan thành cho bụi rồi. Ông nội ơi, ông mau cứu. Quân man dợ. Bọn giặc luôn. Súc sinh. Tôi liều mạng với các người. Dưới giường có người. Ra đây. Nhanh lên, ra đây. Đi. Lão gia. Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Thả
tôi ra. Thủ trưởng, lửa trong sân càng lúc càng cháy lớn, có cần dập đi không? Để nó đốt đi, ít nhất cũng đỡ tốn công. Phải dọn dẹp đống thi thể này. Vâng, thưa thủ trưởng. Lão già ơi, lão già, cha, cha ơi, tỉnh lại đi cha, cha ơi, cha, đi, đến Thiên Tân. Tìm Trương Thế Sơn báo. Cha ơi, cha, ngài Hizo, tiểu thư nhà chúng tôi đâu? Cô ấy sao rồi? Mất rồi. Cái gì? Mất rồi. Mất rồi sao? Đúng. Tôi đã nói với anh thế nào? Các anh nói mà không giữ lời. Xem ra cậu Tam Hiệp thật sự vô cùng yêu thích con gái của kẻ thù nhỉ? Tất nhiên rồi. Mặc dù là con gái của kẻ thù, nhưng Tam Hiệp này đã thể độc, đời này chỉ lấy mỗi cô ấy. Ngài Inuka, ngài đừng đùa nữa. Rốt cuộc cô ấy thế nào rồi? Tôi không hề đùa. Cô ta đang ở trong nhà, ở dưới gầm ghế, bình an vô sự. Theo như thỏa thuận của chúng ta, trước khi tìm thấy bảo vật, tôi sẽ lấy thân phận quân Kanto của đế quốc Nhật Bản cho cậu một phần thưởng hậu hĩnh. Sau đó, cậu có thể mang theo người phụ nữ mà cậu yêu cao chạy xa bay, sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Dạ được, cảm ơn ngài Inuka, cảm ơn. Hà Ngọc Ánh, cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Này Tam Hiệp, sao tôi lại nghe thấy tiếng vó ngựa vậy? Tiểu thư, cô bám chắc nhé. Được. Tiểu thư, chạy đi. Cứ kệ bọn tôi. Cô mau chạy đi. Anh Tam Hiệp, còn đuổi theo không? Đuổi theo, đương nhiên phải đuổi theo rồi. Đuổi theo, mau lên. Hồng Hà, cô nghe tôi nói, không phải như cô nghĩ đâu. Không như cô nghĩ đâu. Tôi, cậu đừng qua đây. Cậu và người Nhật thông đồng với nhau, sát hại cả nhà tiểu thư. Cậu là người mà lão gia tin tưởng nhất. Sao cậu lại làm ra loại chuyện ác độc đến trường này như vậy chứ? Cậu nói đi.
hai người các cậu đi bên đó, còn lại đi theo tôi. Tiểu thư ở đây nguy hiểm, đi với anh đi. Nào. Rốt cuộc anh là ai? Sao lại cứu em? Sao thế? Ngựa không chạy được nữa. Xuống ngựa đi, được. Xuống ngựa đi, đuổi theo. Nhanh nào. Phim được dịch Thuyết Minh đuổi theo lối kia tại Efilm TV. Nhanh lên. Đuổi theo, rõ. Chạy nhanh lên. Nhanh nào. Cẩn thận. Cúi xuống. Nhanh lên, mau đuổi theo. Lại lên, đi thôi. Tìm kiếm khắp nơi đi. Mau lên. Bên kia. Đứng lại. Mau lên. Hết đạn rồi, đuổi theo. Đi thôi. Nhanh nào. Chạy nhanh lên. Ở bên kia. Nhanh lên. Đừng để chúng thoát. Em biết bơi không? Không, em không biết bơi. Nhảy xuống đi, vách đá này cao quá. Nếu không muốn bị bắt, thì nhảy xuống đi. Nhớ kỹ, trước khi xuống nước, tuyệt đối không được thở, biết chưa? Nhảy thôi. Đáng ghét. Anh Yamamoto, có chuyện gì vậy? Thủ trưởng Inuka, trước khi đến Thiên Tân, đã bảo tôi mau chóng nói với anh, đưa mọi người, nhanh chóng, quay về Thiên Tân. Biết rồi. Đi thôi.
Quản gia, nhanh lên. Đại thiếu gia, nhanh lên đi. Tiểu Thúy, nào, giúp tôi một tay đi. Vâng, giúp một tay đi, nhanh lên nào. Hai người nhanh lên đi. Nào, từ từ thôi nào. Cẩn thận nhé, gọi điện thoại cho bác sĩ đi. Tôi biết rồi. Tiểu Thúy, đi lấy nước nóng. Vâng. Lâm Đức, ai đây? Là một cô gái sao? Không phải con tới bãi săn để săn sao? Sao lại đưa một cô gái về vậy? Lúc đi săn gặp được cô ấy, bị người Nhật truy sát. Cái gì? Bị người Nhật truy sát sao? Sao con lại đưa cô ấy về đây? Cô gái này dính dáng tới người Nhật, cô ấy đến nhà chúng ta rồi gây phiền phức cho nhà chúng ta thì làm sao đây? Con làm thế là không được, con giao cho mẹ đấy. Con phải làm cho rõ ràng chứ. Gì vậy chứ? Lâm Đức, con gọi điện cho cha con đi. Ông ấy nhớ con lắm đó. Ông ấy nhớ cảm giác dạy dỗ con thì có. Lần đầu tiên Lâm Đức đưa một cô gái về nhà. Không phải là thích cô gái này đó chứ? Nhưng Hà Ngọc Ánh, người đâu? Trong phòng khách. Lão gia ơi, anh đi từ từ thôi. Anh làm gì mà vội vậy chứ? Con gái nhà người ta đi ngủ rồi. Có gì sáng mai gặp cô ấy cũng được. Cái anh này, anh đi từ từ thôi. Lão gia, đây này. Vẫn còn ngủ mà. Lão gia, đây là cô gái mà Lâm Đức đã cứu trong lúc đi săn. Phu nhân, lại đây. Em cởi khuy áo của cô ấy ra đi. Cởi ra đi. Làm theo lời anh đi. Lão gia, được, được rồi. Lão gia, lão gia ơi, anh, quản gia, quản gia đâu rồi? Lão gia, ông tìm tôi sao? Cô gái Hà Ngọc Ánh vừa nãy, ông biết đó là ai không? Tôi xin được trả lời lão gia. Lúc cô gái đó nói ra ba chữ Hà Ngọc Ánh, tôi thật sự đã giật mình. Con gái của Hà Đại Hiệp không phải là Hà Ngọc Ánh sao? Sao cô ấy lại bị người Nhật truy sát chứ? Không biết. Nhà Hà Đại Hiệp có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bây giờ Nhiệt Hà và Thừa Đức vừa bị người Nhật chiếm đóng. Có khi nào Hà Đại Hiệp đắc tội với người Nhật? Như này đi, ông phái một người đáng tin cậy lập tức đến Thừa Đức để tìm hiểu chuyện này. Biết được chuyện gì thì về báo lại cho tôi. Được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.
Hà tiểu thư, muộn như vậy, em đến phòng anh có việc gì sao? Trương thiếu gia, em ngủ một mình gặp ác mộng, không ngủ được. Em có thể đến phòng anh nghỉ ngơi một chút không? Nghỉ ngơi trong phòng anh sao? Được thôi. Nhưng bác sĩ nói em chịu đả kích, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu em ở phòng anh, vậy thì em phải ngủ trên giường mới nghỉ ngơi thoải mái được. Em ngủ trên giường. Vậy anh ngủ ở đâu? Anh sao cũng được. Anh ngủ trên ghế. Trương thiếu gia, sao vậy? Anh có thể đưa cho em khẩu súng săn của anh được không? Súng săn? Em cần súng săn để làm gì? Em nghĩ nếu em ôm súng săn đi ngủ, có lẽ sẽ không gặp ác mộng nữa. Như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Được thôi, đợi anh một chút. Trương thiếu gia, khẩu súng này dùng thế nào vậy? Cái chỗ mà ngón tay cái của em đang đặt vào bây giờ là khóa an toàn. Chỉ cần mở khóa an toàn, nhắm mục tiêu, rồi bóp cò là được. Trương Thế Sơn, Ngọc Hà, hôm nay tôi phải lấy mạng ông. Cháu đừng kích động, cháu nghe bác nói đã. Mau bỏ súng xuống đi. Cháu bỏ súng xuống đi, cháu đang làm gì vậy? Cháu phải lấy mạng ông ta, buông ra. Ngọc Ánh, nghe bác nói đã. Dừng lại, cháu nghe bác nói đã nào. Em đang làm gì vậy? Ông ta là một tên sát nhân. Không phải. Em đang nói linh tinh gì đó. Anh tốt bụng cứu em, em lại lấy oán trả ơn, định bắn cha anh. Cha, có chuyện gì vậy cha? Cha không sao, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, cháu nói xem. Cháu, rốt cuộc thì cháu là ai? Sao cháu lại muốn bắn chồng cô? Rốt cuộc thì cháu là ai vậy hả? Mẹ ba, mẹ nhiều lời với cô ta làm gì chứ? Đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi, xem là miệng cô ta cứng hay là hình cụ ở đó cứng. Đúng rồi đó, không cần đâu. Nghe lời cha, đưa Hàn Ngọc về phòng trước đi. Về phòng đi, cha, chuyện này. Đưa Hàn Ngọc về phòng, nhanh lên. Hai đứa về phòng đi. Đi thôi. Để cha xử lý. Ngọc Ánh,
Bác với cha cháu là anh em kết nghĩa. Bác sẽ không hại ông ấy. Cháu phải tin bác. Nếu không thì như vậy đi. Cháu không tin bác. Chúng ta cứ làm theo lời Hàn Ngọc nói. Chúng ta đến đồn cảnh sát. Được chứ? Cả hai chúng ta trực tiếp trình báo với cảnh sát. Nếu cảnh sát chấp nhận lời khai của cháu, vậy thì cứ bắt bác ngay tại chỗ. Cha, con đi với cha. Không cần. Không cần đâu. Đây là chuyện của cha với con bé. Để cha với con bé giải quyết. Như vậy có được không? Được thôi. Vậy thì bây giờ cháu xuống lầu đợi bác đi. Lâm Đức, con xuống lầu với con bé đi. Lão gia, anh không sao chứ? Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? Anh không sao. Làm em sợ quá đi thôi. Lão gia. Ngọc Ánh, chúng ta đi thôi. Lão gia, muộn như vậy rồi, để tôi đi với ông nhé. Không cần đâu. Hai người, đừng ai đi cả. Hai chúng tôi đi là được rồi. Đi thôi. Không phải ông đưa tôi đến đồn cảnh sát sao? Đưa tôi tới đây làm gì? Đây, để bác cho cháu xem một thứ. Đây là ảnh chụp chung của cha tôi và ông. Đúng vậy. Nào, đây chính là cháu. Tôi. Đây chính là Lâm Đức, con trai bác, người đã cứu cháu. Cháu xem kỹ nhé. Xem có phải không. Đây, cháu xem thêm cái này nữa đi. Hà Chí Cường, Trương Thế Sơn, nguyện thành anh em kết nghĩa của nhau. Trời đất chứng giám. Giấy này làm tin. Ông với cha tôi là anh em kết nghĩa. Đúng vậy. Cháu xem cái này tiếp đi. Hôn ước. Bác với cha cháu là anh em kết nghĩa. Hoạn nạn có nhau. Hai gia đình đã đính ước cho cháu và Lâm Đức từ nhỏ. Chúng ta đã thân lại càng thêm thân. Sao có thể trở thành kẻ thù chứ? Bác hỏi cháu, từ nhỏ đến lớn, cháu có từng nghe thấy cha cháu với bác có xích mích chưa? Cháu đã từng nhìn thấy cha cháu với bác có mâu thuẫn chưa? Chưa từng. Vậy bác hỏi cháu, cháu đã nghe ai nói là bác hại cha cháu, để cháu phải tới tìm bác để báo thù vậy? Lúc cha tôi lâm chung, nắm lấy tay tôi, ông ấy nói với tôi, tới Thiên Tân tìm Trương Thế Sơn báo. Cha, ông ấy nói báo. Báo cái gì vậy? Ông ấy không nói. Bác hiểu rồi. Không phải cha cháu bảo cháu tới tìm bác để báo thù. Ông ấy bảo cháu tới báo tin cho bác. Báo tin. Đúng vậy. Bây giờ bác có thể nói với cháu, 30 năm trước bác với cha cháu có một bí mật. Bí mật này chỉ có cha cháu và bác biết thôi. Nhưng bí mật này liên quan đến người Nhật. Bây giờ có vẻ cha cháu bảo cháu tới để nói với bác, người Nhật đến để phá vỡ bí mật này. Bí mật. Đúng vậy. Đây là hàng cướp từ tay người Nhật. Liên quân tám nước đã cướp đi nhiều thứ tốt từ Bắc Kinh. Đây là vật mà tổ tiên để lại, sao có thể rơi vào tay người Nhật?
Bác ơi, lúc người Nhật đến nhà cháu, bảo cha cháu giao một vài bảo vật. Sau đó, anh trai cháu khiêng 6 cái hòm có đinh ra. Sau đó, cháu nghe thấy vài tiếng nổ. Sau đó thì sao? Sau đó, cháu ở trong phòng không biết gì cả. Vậy, người cầm đầu đám người Nhật lúc đó có dáng vẻ thế nào? Cháu nhớ không? Cháu không thấy. Nhưng cháu nhìn thấy giày da của hắn và ống quần của hắn. Cháu nghe thấy giọng nói của hắn. Đúng rồi, cách hắn nói chuyện rất đặc biệt. Cháu nghe một cái là nhận ra ngay. Đáng tiếc, cháu không nhìn thấy mặt hắn. Bác ơi, số bảo vật mà cha cháu nói rốt cuộc là ở đâu vậy? Lối này. Mời hội trưởng Trương khi ra ngoài, xin vui lòng nhấn nút. Đến đây, cháu nhìn đi. Thấy không, bảo vật bên trong dương chính là thứ mà năm đó Nhật Bản, một trong liên quân 8 nước, đã cướp được từ bên trong Tử Cấm Thành. Bọn chúng chuẩn bị chuyển nó đến Nhật Bản. Cha cháu khi biết chuyện này đã cướp nó lại. Sau khi cha cháu cướp được thì đem gửi ở chỗ bác, nhờ bác bảo quản giúp ông ấy. Bác đã cất giấu bảo vật ở đây. Bí mật này chỉ có cha cháu và bác biết. Giờ đây cha cháu đã không còn nữa, chỉ có cháu và bác, hai chúng ta biết. Bây giờ bác sẽ giao lại cho cháu chiếc chìa khóa kho bạc này. Quy tắc của kho bạc là chỉ nhận chìa khóa, không nhận người. Bác nhắc lại một lần nữa, những bảo vật này chỉ có hai người, là cháu và bác biết. Không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai. Cũng không thể nói cho anh Lâm Đức sao? Không được, tuyệt đối không được. Để nó biết càng ít càng tốt. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được an toàn cho nó. Có hai việc cháu phải làm ngay bây giờ. Việc thứ nhất, nghĩ cách xử lý số bảo vật này. Việc thứ hai cũng là việc quan trọng nhất. Cháu phải lập tức kết hôn với Trương Lâm Đức. Kết hôn sao? Hà gia bị diệt môn, sao cháu có thể kết hôn vào lúc này được? Cháu đừng hiểu lầm, bác không có ý gì khác, chỉ có kết hôn thì cháu mới an toàn. Bây giờ bọn Nhật đang tìm kiếm cháu ở khắp thành phố. Hơn nữa, Lâm Đức cứu cháu, chắc chắn chúng sẽ biết cháu đang trốn ở nhà bác. Cháu không có danh phận. Nếu người Nhật đến bắt cháu thì bác sẽ không thể cứu cháu. Nếu như cháu kết hôn với Lâm Đức, cháu chính là con dâu trưởng của nhà họ Trương bác. Khi cháu có danh phận, tất nhiên cảnh sát của Tô Giới Pháp có thể bảo vệ an toàn cho cháu. Người Nhật dù muốn bắt cháu cũng sẽ không dám làm bậy. Cháu hiểu chưa? Chỉ có như vậy mới có thể thực sự bảo vệ được những bảo vật quý giá này. Ngoài ra, cháu cũng có thể báo thù cho gia đình cháu, cho cha mẹ cháu. Cha đã nói hết với Ngọc Ánh rồi. Hai đứa con kết hôn càng sớm càng tốt. Kết hôn sao? Đúng, 3 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Con không đồng ý. Sao lại không đồng ý? Chuyện này, con, Ngọc Ánh là một cô gái tốt. Hơn nữa, hai đứa đã được hứa hôn từ nhỏ.
Không đâu cha, ý con là bây giờ Ngọc Ánh đang gặp nguy hiểm, con không thể thừa nước đục thả câu. Cha biết, cha hiểu. Chuyện này hơi vội vàng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Con nghĩ rằng cha vì muốn hai đứa kết hôn mà ép hai đứa kết hôn sao? Nghĩ kỹ đi, sau khi kết hôn, con có thể dùng danh nghĩa người chồng để bảo vệ Ngọc Ánh. Con hiểu không? Hiểu không hả? Cha, con biết rồi. Con đồng ý kết hôn với Ngọc Ánh. Kể từ bây giờ, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Vậy thì cha yên tâm rồi. Con trai ngoan. Lão gia xuống rồi. Lão gia, cha. Ngọc Ánh tới đây. Lại đây, ngồi đi. Ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ họp gia đình. Tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Cha ơi, nếu đây là họp gia đình, vậy thì cô gái này sao lại là thành viên của gia đình chúng ta? Con bé ở đây đương nhiên là có lý do nên nó mới ở đây. Con im lặng đi. Chuyện hôm qua giữa cha và cô gái này là một sự hiểu lầm. Giờ chuyện đã ổn rồi. Cha của Hà Ngọc Ánh và cha là anh em kết nghĩa, vào sinh ra tử. Lúc Ngọc Ánh lên ba, cha và cha con bé đã hứa hôn cho con bé và Lâm Đức. Sau đó bọn cha tạm biệt nhau. Không biết làm sao, cha con bé lại đắc tội với người Nhật. Vậy nên người Nhật đã tàn sát cả gia đình họ. Chỉ có Ngọc Ánh may mắn trốn thoát. Giờ đây, con bé chỉ có một mình. Sau những gì xảy ra tối qua, con đã mất ngủ cả đêm. Mặc dù đó chỉ là hiểu lầm, nhưng lỡ như có ai trúng đạn, thì hôm nay nhà ta có đông đủ như thế này không? Đây thật sự là đại họa đó. Thật sự là đại họa đó. Con có thể đừng lố lăng như vậy được không? Con tưởng con đang diễn kịch sao? Đúng là có người đang diễn. Anh trai, em hỏi anh, là anh mang người này về đúng không? Đúng. Vậy khẩu súng đó là anh đưa cô ấy? Hơn nữa, nó còn được nạp đạn đầy đủ. Đúng. Rốt cuộc thì anh với cô ấy có quan hệ gì? Sao lại đưa súng cho cô ấy? Con nói đi. Bởi vì em ấy sợ hãi, muốn cầm súng để bản thân bớt sợ, nên anh mới đưa súng cho em ấy. Trong phòng của ai? Của anh. Nghe chưa? Có nghe chưa? Họ đã lên giường rồi kìa. Em im miệng đi. Đừng sỉ nhục nhân cách của anh. Đừng làm ô uế sự trong sạch của em Ngọc Ánh. Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ cha muốn thông báo cho mọi người một việc. 3 ngày sau, Hà Ngọc Ánh và Trương Lâm Đức sẽ tổ chức hôn lễ. Cha sẽ đứng ra làm chủ, và cũng đã hỏi ý kiến của cả hai đứa nó. Hai đứa đều đồng ý. Cha quyết định rồi, hôn lễ này sẽ được tổ chức tại nhà. Phu nhân, em đây. Hôn lễ này sẽ do em phụ trách xử lý. Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm thật tốt. Lâm Tài, con nghe. Con và quản gia làm theo lời chỉ dẫn của mẹ. Phải nhớ, nhất định phải tổ chức một hôn lễ thật long trọng, thật linh đình. Cha ơi, chuyện này có phải là đã quyết rồi không? Đúng vậy, chuyện này đã quyết thế rồi. Dù trời đất có sụp đổ thì cũng phải tổ chức hôn lễ này. Là tôi đây. Trương Lâm Đức và Hà Ngọc Ánh 3 ngày sau sẽ kết hôn sao? Một tiếng nữa. Không, 1 tiếng rưỡi nữa. Gọi lại cho tôi đi. Là tôi. Nghe cho kỹ đây. Kế hoạch hành động là thế này. Bước đầu tiên,
quý đến rồi. Đây không phải là Trương thiếu gia, Trương Lâm Đức, là tay đua ngựa số 1 của hội đua ngựa Thiên Tân sao? Anh nhận ra tôi sao? Xem anh nói kia, ở Thiên Tân này, ai mà nói không biết cậu, thì người đó không dám nhận là người Thiên Tân. Tiểu thư, đây là vị hôn thê của tôi. Hai người đến đây, đúng là may mắn của tiệm chúng tôi. Anh khách giáo quá rồi. Là thế này, chúng tôi sắp kết hôn. Nhờ anh giúp vị hôn thê của tôi chọn một bộ váy cưới thật đẹp. Giá cả anh không cần quan tâm. Anh Trương này, anh nói vậy thì tôi tin anh. Chỉ cần thiếu phu nhân đây thích, giá cả đương nhiên là không thành vấn đề. Cửa hàng chúng tôi có 2 chiếc váy cưới, vẫn luôn không nỡ lấy ra ngoài. Vậy sao? Đúng thế. Anh Trương này, anh ở đây uống trà đi. Tôi đưa thiếu phu nhân đi chọn váy cưới. Được, trông cả vào anh. Mời đi theo tôi. Lối này. Cẩn thận đấy, đừng làm vỡ đó. Cái này không cần nữa. Bình hoa này, đặt bên này đi. Tháo cái bên đó ra đi. Nhanh lên đi, tranh thủ nhanh lên, khẩn trương lên. Hội trưởng, là thật sao? Chuyện hôn nhân đại sự làm sao có thể đùa được. Đương nhiên là thật rồi. Ngày mốt, nhớ nhé. Mời các vị đưa người nhà của mình đến tham dự hôn lễ của con trai tôi. Chắc chắn rồi. Cô dâu này là ai vậy? Chuyện này còn cần hỏi sao? Đến lúc đó các anh sẽ biết. Nhưng mà có một điều tôi có thể tiết lộ cho các anh. Anh muốn tiết lộ điều gì cho chúng tôi? Con dâu của tôi vô cùng xinh đẹp. Không đúng lắm. Thử váy cưới chắc cũng không lâu như vậy đâu. Ông chủ Ngọc Ánh, em Ngọc Ánh, anh vào đấy nhé. Sao lại còn một cánh cửa nữa? Chuyện gì vậy? Ông chủ và cô gái đi cùng đâu rồi? Sáng sớm có rất nhiều người đến đây, chưa nói được 2 câu đã trói chúng tôi rồi. Hướng này đi đường nào? Thông ra đường lớn phía trước. Cởi trói giúp chúng tôi với. Giúp chúng tôi cởi trói với. Anh đang làm gì vậy? Ngọc Ánh, đi với anh là được rồi. Không đi. Không muốn. Buông em ra. Thả vị hôn thê của tôi ra. Ngọc Ánh, sao anh lại đánh người yêu của tôi? Không sao chứ? Anh không sao. Đứng dậy nào, để em phủi bụi cho. Đáng ghét. Đi thôi. Rốt cuộc Ngọc Ánh ở đâu? Vào đi. Lão gia, đại thiếu gia đến rồi, nói có việc gấp. Được. Tôi đi trước đây. Anh thay tôi tiếp tục chủ trì cuộc họp đi. Cáo từ. Được rồi, làm việc đi. Lâm Đức. Cha, sao thế? Không thấy Ngọc Ánh đâu nữa. Biến mất rồi sao? Sao có thể biến mất chứ? Chúng con đi thử váy cưới. Có thể em ấy bị bắt cóc ở tiệm áo cưới đó. Văn phòng cảnh sát trưởng xin nghe. Hồ Sinh phải không? Là cha đây. Con đến chỗ cha ngay đi. Nhanh lên, con sẽ đến ngay.
Lâm Đức, lần này Ngọc Ánh mất tích, e là lành ít dữ nhiều. Cha, cha đùa đúng không? Có một chuyện cha vốn không muốn nói với con, bây giờ xem ra con nên biết chuyện này. Báu vật trong cung, bây giờ chắc chắn là người Nhật muốn thu thập manh mối từ con bé. Số báu vật này được cất giấu ở ngân hàng hoàng gia, cha đã đưa chìa khóa cho con bé. Điều tệ nhất bây giờ đó là chiếc chìa khóa mà con bé cầm trong tay, bởi vì quy định của ngân hàng mở kho bạc chỉ nhận chìa khóa, không nhận người. Ba người các cậu nghe cho rõ đây. Hôm nay khi thẩm vấn cô gái đó, nhớ phải cẩn thận cho tôi. Chỉ được phép dọa, không được làm cô ta bị thương. Nếu có ai làm cô ta bị thương thì cẩn thận cái đầu của các người. Vâng, được rồi, đi đi. Hội trưởng Trương, cảnh sát Trường Hồ, Hồ Sinh, đến ngân hàng hoàng gia ngay. Ngân hàng hoàng gia, cha bình tĩnh đã, từ từ nói. Là thế này, con lập tức phái người đến kho bạc của ngân hàng hoàng gia tuần tra xung quanh. Đã hiểu. Nếu có một cô gái trẻ, cô gái này là ai? Vị hôn thê của Lâm Đức. Vị hôn thê sao? Cô ấy tên gì phải nói cho con biết chứ? Là Hà Ngọc Ánh. Hà Ngọc Ánh. Cảnh sát Trường Hồ, lão gia có nhà không? Dạ có, mời vào. Hội trưởng, vẫn chưa có tin tức gì sao? Tạm thời chưa có, người của chúng tôi vẫn đang theo dõi, ông yên tâm. Sau 3 ngày, cô và Trương Lâm Đức sẽ trở thành vợ chồng đúng không? Vậy nếu tôi khiến cô mất đi sự trong trắng, thì đêm động phòng hoa chúc của cô không phải sẽ rất thú vị sao? Đồ súc sinh, anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra. Thả tôi ra. Tránh ra. Tôi nói, để tôi nói. Nói, mau nói đi. Thả tôi ra rồi tôi sẽ nói. Được rồi, tôi sẽ thả cô ra. Nhưng cô nhất định phải nói. Tôi sẽ thả cô. Trói, trói cô ta lại. Con đàn bà điên, cô dám đánh tôi. Cô chờ đấy, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Tôi không tin là không cạy được miệng của cô. Một người đang yên đang lành, sao nói mất tích là mất tích chứ? 3 ngày sau là hôn lễ rồi. Nào là thiệp mời, nào là điện thoại, đã mời cả trăm khách đến nhà rồi. Không tìm được người thì làm sao đây? Tùy duyên thôi, chứ làm sao bây giờ? Con đã nói rồi, đừng lo lắng ở đây nữa. Không chừng nữ sát thủ đó vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến việc gả vào Trương gia chúng ta. Nào. Về chuyện này, cha, không phải con đã nói rồi sao? Cha cho hai người họ kết hôn thì khác nào cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đây chỉ là mong muốn của một mình cha thôi. Con có thể bớt nói vài câu được không? Chuyện rành rành ra đấy mà. Nếu thật sự đúng như cha nói, cô ta bị bắt cóc, thì lẽ ra bọn bắt cóc phải gọi tới từ lâu rồi.
Ngài Inuka, mời vào. Lui xuống đi. Ngài Inuka, tôi đến muộn rồi. Đến trễ là đặc quyền của phụ nữ. Chứ đừng nói đến. Cậu đây. Không sao, không sao đâu. Rất bình thường. Sao rồi? Mọi thứ không suôn sẻ phải không? Đúng vậy, mọi thứ không thuận lợi lắm. Không tìm ra tung tích của bảo vật bị cướp trước đó. Cô ta chỉ khai là cha cô ta và Trương Thế Sơn là bạn bè thân thiết. Hai người họ là anh em kết nghĩa, vào sinh ra tử. Còn gì nữa? Còn có chuyện là sau khi ra khỏi nhà của Trương gia không lâu, xe của Trương Thế Sơn liền dừng lại. Còn nội dung cuộc trò chuyện đại khái là ôn lại chuyện cũ giữa cha cô ta và Trương Thế Sơn. Nửa đêm ra ngoài, đến trưa ngày hôm sau mới về đến nhà. Một khoảng thời gian dài như thế, chỉ nói chuyện đó thôi sao? Ngài Inuka, ngài đừng nghi ngờ tôi. Tôi chỉ làm theo lời dặn của ngài. Bởi vì không muốn cô ta chịu nỗi đau xác thịt, chúng tôi đã dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Nhưng kết quả thì không có kết quả. Có lẽ là cô ta thật sự không biết. Cầm lấy. Đi thôi. Anh Trương, chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng nói nhảm nữa. Người đâu? Đừng vội tìm người. Tôi vẫn chưa kiểm tra hàng mà. Miễn là hàng hóa không vấn đề gì, tôi sẽ giao người cho anh. Tự xem đi. Chị Đại, sao lại có 4 cái dương vậy? 4 cái dương sao? 200 thỏi vàng to, không chia ra đựng trong 4 cái dương thì các anh khiêng được sao? Hơn nữa một cái dương không thể đựng hết được. Nói cũng phải. Người đâu? Tôi muốn gặp em ấy. Đưa cô ta ra đây đi. Ngọc Ánh, đừng vội như vậy. Hàng không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, hàng chuẩn đấy. Ngọc Ánh, em ổn chứ? Em không sao. Nào. Nào.
Đứng yên, đứng yên. Thật không ngờ